thắc mắc của các bác ấy về tại sao là cái gỗ mít này thì lại được sử dụng làm đồ thờ nhiều. Thì trong video clip ngày hôm nay nhá, em xin chia sẻ cũng như là phân tích kỹ cho các bác là tại sao là cái gỗ mít này thì được sử dụng đồ thờ rất là nhiều. Thì gỗ mít ấy là một cái loại gỗ mà có màu vàng và rất là phổ biến ở tại các vùng nông thôn Việt Nam hiện nay, quý vị nhá. Rất là phổ biến tại vùng nông thôn Việt Nam hiện nay. Cây gỗ mít ấy thì là đặc tính của cái lõi gỗ mít này là nó không bị mối mọt, quý vị ạ. Lõi gỗ mít là không bị mối mọt, dùng rất là bền, không bị mối mọt, và cái tính ổn định của nó thì là cực kỳ cao. Một số các sản phẩm gỗ khác như là cái ví dụ như là gỗ gộ này thì cái thời gian co ngót của nó có thể là kéo dài đến 20 năm. Tuy nhiên ấy, cái gỗ mít ta này, cái gỗ mít ta quý vị này, cái gỗ mít này thì là cái chỉ trong khoảng độ 4-5 năm thì là gỗ nó sẽ co ngót kiệt hết và không co ngót nữa, nên là dùng rất là ổn định quý nhá. Đây là một cái đặc tính và dùng rất là ổn định. Đấy, và cũng như là cái tín ngưỡng thờ cúng của người dân Việt Nam ấy thì là rất là tốt đẹp. Đấy. Thì từ đã có truyền thống từ xa xưa rồi. Và từ ngày xưa ấy thì là do là cái điều kiện giao thông nó chưa phát triển, nên là để mà khai thác một cây gỗ trong rừng về để làm đồ thì là nó rất là khó, do là cái điều kiện vận chuyển không có. Mà trong những cái số cái loại cây gỗ, cây ăn quả ở trong nhà ấy, trong vườn ấy, thì là có cái loại gỗ mít này thì là cái loại gỗ tốt nhất nó, nên là được các cụ người ta ngày xưa là sử dụng làm đồ thờ và đóng đồ rất là nhiều. Nên là từ đó thì nó mới có sự tích là nên là được các cha ông ta, các cụ được sử dụng để làm đồ thờ rất là nhiều. Đó, nên là từ đó nó có cái sự tích là ông đa bà mít. Đó là, thì quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái sự tích đó là như thế. Đó, thì hiện nay ấy, thì cái cây gỗ mít này được khai thác rất là nhiều, quý vị nhé. Cái cây gỗ mít này thì là cây gỗ nó rất là nhỏ thôi, cây gỗ ăn quả trong vườn thôi, và nó cái thời gian sinh trưởng của nó thì rất là lâu, thời gian sinh trưởng đến vài chục năm ấy, 50-60 năm hoặc chí hàng trăm năm ấy thì nó mới cho ra một cây lớn, và những cây lớn thì cũng rất là hiếm, nên là hiện tại thì là gỗ mít là cực kỳ là khan hiếm, và giá thành thì có thể trong một vài năm nữa thì giá thành nó sẽ lên rất là cao, do là khai thác quá là mức, nhu cầu sử dụng hiện tại thì rất là lớn, quý vị nhá. Có thể là trong 1-2 năm nữa thì sẽ thay thế hoàn toàn vào các loại gỗ nhập khẩu khác ấy, như là gỗ mít sẽ rất là hiếm. Và để một câu hỏi nữa của khách hàng hay hỏi chúng tôi ấy, là gỗ mít này có mấy loại, thì thực chất ra là gỗ mít thì là nó chỉ có một loại gỗ mít thôi, gỗ mít ta, gỗ mít Việt Nam thôi. Mít mật hoặc mít dai thì vẫn là một loại gỗ mít thôi. Tuy nhiên thì là trên thị trường thì có xuất hiện thêm một số các loại gỗ mít khác, mà cơ sở khác thì có nói là gỗ mít Nam Phi, gỗ mít nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo chúng tôi được biết thì đây là không phải là gỗ mít, quý vị nhá. Đây chỉ là một loại cây gỗ khác, nó cũng có màu tương đồng với gỗ mít thôi, nhưng mà thực chất nó không phải là gỗ mít. Đó, và cái đặc tính của cây gỗ này nó khác hoàn toàn so với gỗ mít, quý vị nhá. Là về cái độ đảm bảo không thì chúng tôi không dám chắc chắn quý vị về cái độ đảm bảo như là gỗ mít ta này. Đó. Thì trong cái clip ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng có đang quay giới thiệu đây quý vị, đây trước mặt quý vị đây là một chiếc sập thờ này, chiếc sập thờ này gỗ mít ta. 100% gỗ mít ta quý vị nhá, mình gọi lõi mít thôi. Đây là chiếc sập thờ Mai Điểu này, tôi giới thiệu quý vị khác, đây là chiếc sập thờ Mai Điểu này. Và về cái kích thước của những cái bộ đồ thờ này thì là nó có hai cái loại kích thước. Thì những cái sản phẩm bàn thờ mà chân nó nhỏ như này thì chúng tôi là làm theo một cái kích thước mặc định, là kích thước là chiều ngang là 1m97 quý vị này, sâu là 1m07 và cao là 1m07. Đấy, cái kích thước bàn thờ này chúng tôi là cũng làm là chuẩn thước lỗ ban luôn. Chuẩn thước lỗ ban là từ xưa nay theo các cụ luôn quý vị nhé, chuẩn lỗ ban theo kích thước của các cụ luôn này. Đấy, còn những cái sản phẩm chân nó to hơn, chẳng hạn như là chân 24 hoặc là 22 thì là chúng tôi làm theo mẫu thì là kích thước nó sẽ lớn hơn, như là 2m17 chiều ngang sẽ ngang hơn, to hơn. Tuy nhiên là nó cũng phải, chúng ta sử dụng nó cũng phải phù hợp với không gian phòng thờ nhà mình nữa. Đó, thì hôm nay thì tôi có giới thiệu cho quý vị một chiếc sập thờ chân 20 thì cũng rất là vừa vặn luôn, 1m97 thôi, là đục mẫu Mai Điểu. Cái sập thờ này của tôi là đục chạm thủ công bằng tay quý vị nhé,
đục chạm thủ công bằng tay. Đó, toàn bộ là hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thủ công mỹ nghệ nên là đục chạm thủ công bằng tay. Đó, thợ thủ công bằng tay thì hiện nay anh em thợ là cũng áp dụng một số máy móc CNC vào làm. Một số cái chi tiết khác thì có thể làm CNC như là cái phần cổ này quý vị này. Đó là chúng tôi cũng làm CNC cho nó, cái thứ nhất là nó đỡ cái ngày công lao động đi và nó cũng giảm giá thành, tối ưu giá thành cho quý vị. Cái thứ hai là cái hoa văn nó cũng sẽ đều hơn. Đó. Thì về những cái phần chi tiết này thì làm CNC rất là hợp lý này. Tuy nhiên là cái còn riêng cái phần dạ này thì chúng tôi vẫn phải làm thủ công bằng tay. Đó, thì quý vị có thấy được thì những cái chi tiết nó kênh bong như này quý vị này thì nó vẫn phải làm thủ công bằng tay. Đó, kết hợp hai cái rồi. Còn những cái thực ra là những cái chi tiết hoa văn như này mà làm thủ công bằng tay ấy thì là nó sẽ không được sắc nét như này đâu. Không được sắc nét như này đâu. Có cái đường nét nó sẽ thô hơn đấy. Đó, nên là chúng tôi kết hợp cả đục chạm thủ công lẫn đục chạm CNC vào. Sản phẩm nó sẽ rất là đẹp và giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Đây trước mặt quý vị đây tôi quay lại cái tổng thể chiếc sập thờ này. Còn tôi giới thiệu một chút là cơ sở của tôi là chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất quý vị nhé, ở tại Phú Thọ và có địa chỉ tại Văn Phúc Cẩm Khê. Số điện thoại là 0987510806 và chuyên thi công và nhận đặt hàng tất cả các loại đồ gỗ nội thất trong nhà, phòng khách, phòng thờ. Đấy. Riêng về cái đồ thờ chúng tôi là làm gỗ mít rất là nhiều. Đấy, ngoài gỗ mít ra thì chúng tôi cũng có một số gỗ khác như là gỗ gộ hoặc là gỗ hương. Tùy theo nhu cầu cũng như là mức túi tiền của quý khách hàng như nào thì chúng tôi đều đáp ứng hết, chúng tôi làm theo nhu cầu. Đấy, website đồ gỗ tùng 8.com thì mọi người quan tâm thì có thể là theo dõi cái kênh của tôi hoặc là truy cập vào website để xem lại những sản phẩm khác. Cái clip này tôi có chia sẻ một số chút về gỗ mít để cho quý vị am hiểu hơn. Các bác nào mà đang quan tâm đồ thờ hoặc là muốn làm đồ thờ gỗ mít thì có thể liên hệ chúng tôi. Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm quý vị nhé. Xưởng hoạt động trên 20 năm rồi. Trên 25 đồng gỗ nội thất rồi. Ok mọi người nhé. Và tôi xin kết thúc cái video ở đây.